MTM Pharmacy là hệ thống pharmacy tọa lạc tại Orange County thuộc miền Nam California, gồm 5 nhà thuốc Tây đặt tại các thành phố Garden Grove, Santa Ana, Huntington Beach và Anaheim. MTM Pharmacy phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe bệnh nhân trong lĩnh vực trị liệu bằng dược phẩm, giao thuốc miễn phí đến tận nhà, chương trình tiêm chủng, chăm sóc bệnh nhân tiểu đường, dịch vụ y tế du lịch và thuốc ngừa thai. MTM Pharmacy chuyên bán các loại thuốc Tây và thuốc bổ, vitamin, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thuốc bao tử và đường ruột Daily Fit Performance, yến xào Khánh Hòa, kem dưỡng da 7 Days of Wonder, thuốc trị thấp khớp Ortho 7. MTM Pharmacy còn có giường nằm Beamer giúp tăng lưu thông máu huyết, phục vụ miễn phí cho bệnh nhân. MTM Pharmacy không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ và tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn nhằm phục vụ bệnh nhân và khách hàng ngày càng tốt hơn. Liên lạc với MTM Pharmacy xin gọi 714-916-5383 hay lên trang web mtmpharmacy.net. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ ban tần 57.3 của đài truyền hình Việt Nam America TV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống cùng với dược sĩ Tino Quát và MTM Pharmacy. Và quý vị thấy rằng Mỹ Linh đang có mặt tại địa điểm MTM Pharmacy số 4 nằm ngay góc đường Bonsa và Edward, và đây là địa điểm duy nhất của MTM Pharmacy có chiếc giường Beamer rất là lợi hại ở đây. Và ngày hôm nay trong phần 3 của chương trình thì dược sĩ Tino Quát sẽ nói kỹ hơn về chiếc giường Beamer để cho quý vị có thể tìm hiểu và đến nằm thử chiếc giường này. Dạ, mình quay cái video clip của cái giường Beamer đó ha. Nói là cái giường nhưng mà thật ra nó là một cái miếng pad, nó dài khoảng chừng này thôi, và nó ngang khoảng chừng này. Mình để trên một, nó có theo một cái máy ở trong cái đó, thì nó có những cái sợi dây điện ở trong đó đó, để nó chạy cái làn sóng, nó gọi là electromagnetic wave á. Thì cái pad đó mình để trên cái ghế sofa như vậy này, rồi mình nằm lên. Rồi nó có thêm một cái pad nữa, nếu mà mình muốn cái system nó work trên cái đầu mình thì mình đắp để lên đây, hay là mình đau lưng thì mình để xuống đây, hay mình đau chân mình để đây đó, mình có thể move cái pad đó nhỏ đó along cái cơ thể của mình, những chỗ nào mà mình còn chữa trị nhiều, đúng không? Thì cái giường Beamer, cái nguyên tắc mà hoạt động của nó đó là nó phát ra cái nó gọi là electromagnetic wave. Thì cái electromagnetic wave đó nó mới tạo ra những lần những cái sóng đó, nó giúp cho cái máu của mình đó, khi mà cái máu của mình nó pump ra khỏi tim, nó pump cái máu ra, thì cái wave đó nó kéo cái nó có sức hút, nó kéo của mình nó đi xa hơn, nó mạnh hơn. Đó, nó bắn đi xa hơn, thì cho nên những cái tế bào mà nó nhỏ, những tế bào của mình nó nhỏ xíu à, nó rất là nhỏ, thì nó máu nó lưu thông được hết tới những cái tế bào nhỏ trong cơ thể của mình. Thì cho nên có những cái bệnh, hay là khi mình lớn tuổi, hay là mình có những cái bệnh á, máu lưu thông nó không có điện, nó không có đều hòa hết tất cả những cơ thể đâu, những cái bộ phận của cơ thể đâu. Thứ nhất, thứ hai là nó không có đi hết những cái vùng xa của cơ thể, giống như chân của mình thì máu nó đi tới, rồi mình bị tiểu đường, tế bào của mình nó đường nó máu của mình nó đặc hơn, cho nên nó khó đi ra hơn, thì mình dùng cái máy Beamer nó trợ, nó làm cho máu của mình lưu thông dễ dàng hơn. Và khi máu của mình lưu thông dễ dàng thì mình có những cái lợi điểm như thế nào, những cái lợi benefit nào? Là thứ nhất là nó mang máu, nó mang oxygen và nó mang nutrition tới những cái tế bào, nó nuôi tế bào. Thì nó mang, nó đi tới đâu nó nuôi tới đó, đúng không? Thì những người mà bị tiểu đường đó thì thường thường tại sao mà họ bị nâm, bị tê, hay là họ bị những cái vết thương họ không lành, là tại vì máu nó không có đi tới những cái bộ phận đó. Cho nên nếu mà mình có những cái vết thương mà mình bị mà mình không có lành được đó, tại vì mình tiểu đường, thì mình nên có cái máy Beamer, hay là những cái máy tương tự giống như máy Beamer, để mà mình mang, giúp mang khí oxygen với lại nutrition tới cái bộ phận của nó. Như vậy đó, thì cái máy Beamer này nó giúp lưu thông được, và nó đưa máu đến tận những cái cơ quan xa nhất, giống như các đầu ngón chân rồi này kia, cho những người bị tiểu đường, tại vì máu của họ đặc quá, nó không có di chuyển được tốt đến đó. Cho nên máy Beamer ở đây là bệnh nhân cứ tới ha, được xài free, không có cần phải trả tiền để được xài.
Nhưng mà không có được mượn về tại vì không có mấy thôi. Dạ, cho nên là không được mượn về thôi, chứ còn cái này là nằm thoải mái. Dạ, và khi mà Enter Pharmacy địa điểm số 4 mở cửa thì chiếc máy này cũng work luôn để phục vụ cho quý vị cho đến giờ đóng cửa luôn, là mình mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều phải không chị? 9 giờ rưỡi đến 6 giờ chiều. Dạ, 9 giờ rưỡi đến 6 giờ chiều, cho nên là quý vị đến nằm thử, nhất là nhiều quý vị nào đang trong quá trình phải lọc thận đó, phải lọc, rồi cũng như là quý vị nào bị tiểu đường thì quý vị nên nằm thử sẽ thấy được cái kết quả rất là tốt. Dạ, rồi quý vị nào mà mình cảm thấy tốt quá, mình muốn có một cái để mà mình nằm thì cũng có thể liên lạc với lại chị Tinawatt. Dạ, tại vì cũng có những vị khán giả mà đến mà thích quá rồi xong rồi cũng muốn có một cái luôn. Dạ, thì mình Tina sẽ giúp cho quý vị cách mua cái máy. Dạ, cho nên là quý vị nhớ đến và nằm thử nha quý vị, chắc chắn là quý vị sẽ hài lòng. Dạ, rồi ngoài ra thì bây giờ thì dược sĩ Tinawatt cũng sẽ nhắc lại những địa điểm của Enter Pharmacy để cho quý vị biết là nằm ở những location nào để quý vị nhớ trong đầu, để xem thử nhà mình nằm gần ở địa điểm nào để quý vị biết và tìm đến với Enter Pharmacy nha. Yeah. Enter Pharmacy có 5 địa điểm ha. Điểm đầu tiên ở thành phố Garden Grove, nằm ở góc đường Brookhurst với lại đường Stanford ha, đối diện với lại Starbucks Cafe, kế bên trong khu cùng chung cái khu phòng khám bệnh của bác sĩ Calvin Mai. Địa điểm đó cũng gần kế bên cái địa điểm khám bệnh của bác sĩ Ngô Nhân Hậu luôn. Thì bệnh nhân của hai bác sĩ Calvin Mai, Ngô Nhân Hậu tới pharmacy đó nhiều nhất. Ngoài ra thì bệnh nhân ở vùng Garden Grove đó ở cũng tới cái địa điểm đó rất là nhiều, dù cho bệnh nhân có đi những bác sĩ khác ở trong vùng Bosa hay là thành phố Westminster, Fountain Valley, mà ở Garden Grove thì cũng tới sử dụng MTM Pharmacy ở Garden Grove. Okay. Điểm thứ hai là ở thành phố Santa Ana, nằm trên đường First với lại đường Fairview. Đó, nằm trên đường First kéo dài qua khỏi đường Fairview sắp tới đường Crystal, ở trong một cái khu plaza nó cũng nhỏ thôi. Địa điểm đó hình như gần bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng thì phải, là Phan Thanh Tùng. Bác sĩ Tùng cũng có nhiều bệnh nhân Việt Nam tới đó và qua mua thuốc ở MTM. Có nhiều bác ở những cái khu ở nhà ở Pullman ở đó đó thì cũng tới sử dụng MTM Pharmacy, cho rằng mấy bác ở đó thì không có đi bác sĩ ở khu đó mà đi bác sĩ ở trên Bosa, nhưng mà tại vì nó gần nhà mấy bác, MTM Pharmacy đem thuốc tới nhà mấy bác, nên bệnh nhân nào mà ở thành phố Santa Ana đó thì nên sử dụng MTM Pharmacy ở Santa Ana để được deliver thuốc đến nhà. Địa điểm thứ ba cũng nằm Santa Ana luôn, nhưng mà nằm ở đường Fairview, góc đường Westminster, trong một cái building rất là dễ thương, trong đó thì có bác sĩ Calvin Mai, có phòng mặt, phòng khám mắt của bác sĩ Lý Huỳnh Như, gọi là Brightview Optometrist đó. Và MTM Pharmacy trong đó. Thì quý vị nào mà ở thành phố Santa Ana mà nốt nằm ở đường Westminster, Fairview, Harbor, thì sử dụng MTM Pharmacy location đó nha. Địa điểm thứ tư là địa điểm ở đây ở thành phố Huntington Beach nè, nằm ngay Bosa với lại đường Edward, đối diện với Westminster Mall, trong cái khu có Starbucks với lại có Le Phở. Trong này thì có bác sĩ Từ Bá Thức. Bác sĩ Từ Bá Thức là bác sĩ về nội thương và bệnh thận và bệnh family luôn. Trong này có rất là nhiều nha sĩ, có phòng mạch nha sĩ Việt Nam trong này chữa răng cũng rất là giỏi. Thì đã biết là bệnh nhân ở trong cái thành phố Huntington Beach với lại Westminster, đây là kế giáp của hai thành phố đó, rất là đông, thì xin quý vị tới đây MTM Pharmacy địa điểm này để mà lấy thuốc. Và nhớ địa điểm này có chị Trường Bimmer nằm ở đây. Địa điểm này thì rộng rãi, thoáng mát và thời gian chờ đợi thì không có lâu. Quý vị có thể gửi toa tới rồi mình đem thuốc tới nhà, không cần phải tới pharmacy để chờ đâu. Điểm thứ năm thì nằm ở thành phố Anaheim, thì bệnh nhân ở Anaheim, ở Fullerton, là Harbra, những thành phố đó thì tới sử dụng địa điểm ở Anaheim, nằm ở đường Euclid với lại đường La Palma. Trong đó thì cũng có nhiều bác sĩ, nhưng mà không có bác sĩ người Việt Nam yet, thì có Kemore, có bác sĩ Mỹ, bác sĩ con nít. Thì nếu những bệnh nhân nào ở khu đó mà không thích đi xuống Bosa thì đi bác sĩ nít trong đó, hay là bác sĩ gia đình trong đó, thì cũng tới MTM Pharmacy trong cái Anaheim đó để mua thuốc, và cũng sẽ được
deliver thuốc tới nhà luôn. Dạ, đó cho nên là rất là thuận tiện. Quý vị thấy là có ở nhờ những thành phố là Garden Grove, là Santa Ana, rồi Anaheim, rồi Huntington Beach, có bốn thành phố luôn và hầu như là cover hết cái khu vực Orange County rồi. Cho nên là quý vị cứ xung quanh nhà của quý vị thế nào cũng có một địa điểm gần nhất của MTM Pharmacy. Và quý vị muốn biết thêm chi tiết là cứ lên website mtmpharmacy.net. mtmpharmacy.net. Dạ, có hình của dược sĩ Tina Quách với dược sĩ Denise dễ thương lắm ở trên đó. Dạ, quý vị có thể thấy rồi nhiều thông tin. Quý vị muốn tìm hiểu coi thì MTM Pharmacy có những địa điểm nào, có cái gì rồi quý vị tìm hiểu thì cứ việc lên website mtmpharmacy.net nha quý vị nhé. Đó, rồi ngoài ra thì quý vị nhớ những địa điểm của MTM để mà quý vị nói với bác sĩ của mình. Quý vị ở thành phố nào thì nói bác sĩ của mình gửi toa đến địa điểm của MTM thành phố đó để mà các bác sĩ gửi direct qua cho MTM. MTM làm thuốc đưa đến tận nhà cho quý vị. Rất là đơn giản đó, mình đi chích ngừa mình tới mỗi địa điểm đó mình khỏi mất công đi xa nha. Đúng rồi, và đó mình chích ngừa mình cũng đi cho nó tiện nữa. Đó cho nên là có rất là nhiều thuận tiện. Tại MTM Pharmacy có nhiều địa điểm, cho nên địa điểm nào cũng có thể phục vụ cho quý vị được rất là tốt. Ngay tại Santa Ana luôn mà có tới hai địa điểm. Santa Ana hơi lời. Một thành phố có hai địa điểm luôn, cho nên là các bác cứ sử dụng một cách thoải mái. Dạ, và bây giờ thì trước khi kết thúc chương trình thì dược sĩ Tina sẽ gửi cái câu chuyện hài đến cho quý vị. Chuyện hôm nay vui lắm ạ. Chuyện lại con mèo. Hai tên trộm chui qua ống khói đột nhập vào một nhà triệu phú. Không may ông triệu phú, ông chủ ông lại thức giấc và ông nghe cái tiếng rụt. Ông đọc báo, ông thấy động hỏi ai đó. Thì cái tên trộm nói là meo meo. Tên trộm thứ nhất bằng giả giọng mèo để đánh lạc hướng ông chủ. Thì ông tưởng là con mèo thiệt, thì ông quay trở lại ông ngủ. Nhưng mà ông đọc sách tiếp thì tên trộm khi lại làm cái tiếng rụt nữa. Thì ông lại hỏi là ai vậy? Thì tên kia nó lại nói là lại một con mèo khác thôi mà thưa ông. Lấy ông thuê mùi này. Dạ đó, cho nên là ăn trộm mà cũng biết cách nữa thôi quý vị. Rất là hài và xin chân thành cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Kính chúc quý vị sẽ có một cuối tuần thật nhiều niềm vui. Xin kính chúc quý vị có những giây phút thật vui vẻ bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới cùng với dược sĩ Tina Quách và MTM Pharmacy. MTM Pharmacy là hệ thống pharmacy tọa lạc tại Orange County thuộc miền Nam California, gồm 5 nhà thuốc Tây đặt tại các thành phố Garden Grove, Santa Ana, Huntington Beach và Anaheim. MTM Pharmacy phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe bệnh nhân trong lĩnh vực trị liệu bằng dược phẩm, giao thuốc miễn phí đến tận nhà, chương trình tiêm chủng, chăm sóc bệnh nhân tiểu đường, dịch vụ y tế du lịch và thuốc ngừa thai. MTM Pharmacy chuyên bán các loại thuốc Tây và thuốc bổ, vitamin, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, thuốc bao tử và đường ruột Daily Peak Performance, yến xào Khánh Hòa, kem dưỡng da Seven Days of Wonder, thuốc trị thấp khớp Ortho 7. MTM Pharmacy còn có giường nằm Beamer giúp tăng lưu thông máu huyết, phục vụ miễn phí cho bệnh nhân. MTM Pharmacy không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ và tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn nhằm phục vụ bệnh nhân và khách hàng ngày càng tốt hơn. Liên lạc với MTM Pharmacy xin gọi 714-916-5383 hay lên trang web mtmpharmacy.net.